Vâng, em xin chào quý vị. Nay em tiếp tục lên tiếp một cái con MS5DV mà cũng được rất nhiều anh đang quan tâm tìm mua nhá. Đấy, con này lên thì cũng được rất nhiều anh hỏi mua rồi. Cứ nên là nó lại được bán ngay, bởi vì là những cái con này thì là đời rất là cao. Đấy, đời nó cao là một cái, thứ hai là cái ngoại hình của nó đẹp. Đấy, quan trọng nhất là cái này nó rất là đẹp, nhìn nó rất là khỏe khoắn. Đấy, nó rất là hợp mắt với rất nhiều người. Đấy, và một cái nữa quan trọng nữa là cái công suất của nó lớn. Đấy, mình có thể ghép với những cái dọc loa mini vào tiếng ánh rất là căng, nghe rất là hay. Đấy, anh nhìn cho em ở đây. Đấy, đấy, công suất của nó lên tới tận là 75W nha các anh nhá. Các anh đã xem các cái video về giải mã của bên em kiêm công suất. Đấy, chỉ qua bên em các anh biết là những cái giải mã kiêm công suất thì thông thường là công suất của nó chỉ khoảng 45, 48, 50W. Con này tận 75W là rất là to. Đấy, gần 100W, gần, thậm chí là cái công suất này nó đã bằng một số các cái âm ly size 43 rồi. Đấy, một số âm ly size 43 thì công suất nó chỉ tầm khoảng 75, 80W thôi. Đấy, mà con này thì nó đến đạt được cái mức đấy luôn rồi. Đấy, rất là khủng đúng không ạ? Đấy, và con MS5DV này dòng đời cao. Đấy, các anh nhìn là dòng đời cao. Đấy, có hỗ trợ đầy đủ là subwoofer out để có thể kết nối với subdiện này. Đấy, rồi là có cả đường quang in để mình kết nối dây quang đây. Những con này là đời cao nên giải mã nó cũng sẽ hay hơn những cái đời thấp hơn nhá. Đấy, đời thấp hơn. Đấy, những bọn này là toàn 24 bit cả rồi, rất là hay. Đấy, đấy, và trên đây là hỗ trợ cả đường vào cho điện thoại máy tính này. Đấy, ví dụ như các anh cắm một cái điện thoại vào đường serial in chẳng hạn, còn cái máy tính các anh cắm qua cổng tai phone của máy tính mà cắm vào cổng tép in chẳng hạn, để các anh nghe nhạc từ điện thoại máy tính ra rất ok. Đấy, đây giải trở kháng của cái công suất là từ 6 đến 16 ohm nhá. Đấy, hàng về thì đẹp long lanh rồi. Đấy, anh thấy không ạ, hàng rất đẹp luôn. Đấy, hàng bãi mà những cái con nó về đẹp như thế này thì em nói luôn là rất là ít. Đấy, khoảng chục con thì có một con nó về đẹp như này thôi, còn đâu hầu hết là nó sẽ về, nó sẽ xuất sắc khá là nhiều. Đấy, những con đẹp như này thì là mình sẽ rất ít gặp. Đấy, rất ít gặp. Đấy, bởi vì là thông thường khi mà các anh biết rồi, khi mà trong quá trình vận chuyển nó đi về, cái nọ nó vào cái kia nó sẽ gây móp. Đấy, rồi là gây sứt góc sứt cạnh. Đấy, đấy, thậm chí là gãy volume, gãy cần các thứ. Đấy, có khá nhiều clip em đã phải bán thanh lý vì bị mất cần gãy volume hoặc là bị vỡ góc vỡ cạnh rồi, nhưng con này thì nó còn được bảo quản rất tốt này, các anh nhìn thấy không ạ? Đấy nhá. Đấy, rất tốt luôn. Đấy, đây thì đây là con đèn ông MS5DV nhá. Đấy, và hiện tại em đang test là nhạc trên đường quang đây. Đấy, các anh nhìn này, nguồn phát quang của em đang là cái đĩa CD kia. Đấy, thì các anh về, các anh ai sử dụng trên TV Smart nhá, thì là các anh chỉ cần cắm dây quang vào trong cổng OBT in ở đằng sau đây. Đấy, em hướng dẫn lại một lần nữa nhé, bởi vì có thể là các anh vừa đấy chưa để ý. Các anh cắm dây quang vào đường BCM in này. Đấy, sau đó chuyển cổng của nó trước mặt ra đường OBT để nghe nhạc trực tiếp từ đây ra, nếu như mà các anh có loa các anh cắm vào đây. Còn nếu như mà các anh làm giải mã để đưa sụp âm ly to nhá, thì các anh sẽ cần thêm cho em một cái dây AV như này. Đấy, một sợi dây AV mình cắm vào cái đường tiếp out đây. Đấy, đỏ và đỏ, trắng và trắng như này. Đấy, hai cái đầu dây AV còn lại thì các anh cắm vào trong âm ly này. Ví dụ âm ly của anh là cái đường in chẳng hạn, anh cắm vào đây. Đấy, sau khi cắm xong thì chuyển cổng. Đấy, thế là nó xong. Đấy, đấy thì đấy là cách để làm giải mã quang ra V nhá, cho những anh nào mà không sử dụng đến công suất mà chỉ làm giải mã quang ra V thôi. Đấy, rất tuyệt vời, được chưa? Đấy nhá. Đấy, đây, còn đây các anh thấy là đường OBT này. Muốn chuyển đường OBT thì ấn in line ở đây này, chuyển sang đường có tên OBT. Đấy, đấy, nó sẽ nhận tín hiệu đường quang và mình sẽ có tiếng như này. Và khi mình dùng công suất con này, mình sẽ có thể là chỉnh bát tét trên mặt máy bằng cách ấn tông ở đây. Đấy, ấn tông lần đầu ra bát thì mình nâng bát lên bằng cách vặn nút nhỏ này, vặn hạ xuống như này, vặn về. Đấy, ấn tông một lần nữa sang chét. Đấy, và hạ về. Đấy, ấn tông lần nữa sang STB. Thì đây là chế độ tăng cường bát tép. Đấy, nếu anh nào thích nghe nhiều bát tép thì để on, còn không thích nghe nhiều bát tép thì nghe ở mức bình thường thì để off. Cái này thực ra em đã hướng dẫn rất là nhiều trong các cái clip, hầu như clip này em cũng hướng dẫn, nhưng mà gì,
vẫn phải làm, bởi vì là sao, có những khách hàng mới và những khách hàng cũ thì có thể biết cách làm rồi, nhưng khách hàng mới chưa biết cách làm thì chúng ta, thì em vẫn phải hướng dẫn để các anh có cái tài liệu, các anh có cái tư liệu để khi mua cái sản phẩm này của em, các anh có thể nhìn video và các anh có thể thực hiện được. Đấy, xin mời các anh em nói chất âm của nó nha. Đấy, nghe tiếng bát tép không? Đấy, cái trình bát tép này sẽ sử dụng khi mà mình dùng công suất của cái con này để kéo loa mini nhá. Đấy, mình có thể kéo các cặp loa nó khoảng bát 16 độ về. Đấy. Một số anh hỏi là có kéo được bát 20 không ấy, thì em cũng chưa thử, nhưng mà các anh cứ thử xem nhá, các anh cứ thử xem. Đấy. Các anh cứ thử xem, nếu như mà nó được thì là kéo thôi. Đấy. Với những cái loa độ nhạy cao thì chắc là vẫn kéo được. Gió về miền xuôi anh đưa em cuối nẻo cuối đường, gió đầu non gió lọt đầu gầy, đường em đi đường nở hoa khắp luống cây, trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường. Đấy nhá, nhiều anh là có quan tâm đến cái vấn đề là CD đọc hay không. Đấy, bởi vì cái tâm lý của các anh là anh khi mà các anh mua hàng là các anh thường là các anh vẫn thích là có cái con nào đấy nó đọc đọc đĩa. Đấy, mặc dù là về chả bao giờ dùng đến. Đấy, mặc dù là chả bao giờ dùng đến đâu, nhưng mà vẫn cứ thích là test lên xem nó có chạy hay không. Đấy, thì em vẫn sẽ test lên thêm cho các anh nhé. Đấy, cái chức năng CD này là em test lên thêm. Đấy, còn đâu là em cũng không bao chạy chức năng này đâu. Đấy, bởi vì bây giờ là hầu hết mọi người đều không quan tâm lắm cái chức năng này, bởi vì bây giờ chủ yếu là cắm điện thoại máy tính và cắm TV smart mình nghe nhạc thôi. Còn cái CD này thì gọi là tâm lý chung của khách hàng ấy. Đấy, em hỏi ra thì tâm lý chung khách hàng là ở anh mua là anh gọi là test thế thôi, gọi là xem nó có chạy hay không để mua cho nó hoàn hảo thôi, chứ còn về chắc anh chả dùng, một khi cả năm cả đời anh chả dùng đến cái đĩa CD. Đấy, nhưng mà thôi, có thì vẫn phải test. Đấy, thì em cứ test lên nhá. Đấy, các anh thấy không, CD vẫn chạy nhá. Quý thấy không ạ? Với một cái con mà cái công suất nó khỏe thì rõ ràng rằng là cái tiếng âm thanh đưa ra loa nó cũng chắc hơn và nó khỏe hơn rất nhiều so với cả những cái con mà công suất nó yếu hơn, đúng không? Đấy. Các anh nghe nhá. Để giải bát để chép nó đưa ra tiếng nó căng, nó sướng hơn rất nhiều. Rất là hay nhá. Đấy. Mà hay thì cũng phải kết thúc rồi, em test thêm CD thế là đủ rồi. Đấy. Chạy cả hơn 2 phút rồi, nó chạy không vấp là ok lắm rồi. Đấy. Nhá. Ở đây chúng ta lại trở về với cả cái cổng quang. Đấy. Vì nghe tiếng bát của anh sâu rền không? Đấy nhá. Thank you.
cạn niềm thương mến anh. Phút gần gũi này thôi, khuya nay anh đi rồi, tay nắm tay không rời, mắt ngắm xa chân trời mà lòng nghe như thương hoài. Ok nhá. Đấy thì con Denon MS5DV này thì giá bán của nó là đi 2,2 triệu nha các anh nhá. Đấy. À, các anh nào mua hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979891682 nhá. Em xin chào các anh. Vâng.